tập thể dục á? Ừ, nào tập đi. Con phải quay mặt ra đây chứ, quay mặt ra đây mà, quay mặt ra. Ủa. Quay mặt ra đây. Quay đây thì mới xem được động tác như nào, tập lại. Nào, xin chào các bạn lại từ đầu à. Ôi, xin chào các bạn nhé. Hôm nay muốn làm như thế này các bạn nhá. Làm như thế này là làm gì? Tập thể dục xong chưa? Thế bây giờ làm gì? Hả? Tập thể dục xong sao lại chui vào tủ à thế nào? Ra đây bố hỏi đã. Này, bố đây. Thế cô giáo vào đi học về thế nào? Làm gì đây? Hả? Đi học về thế nào nhỉ? Bố kêu bố ào trong con đi. Đằng ngạo rồi. Nhưng mà đi học về thì như nào? Chào bố như nào? Hả? Mình đi thôi bố ơi. Mình đi thôi bố ơi á? Đi đâu? À, treo vào cũng là mưa đầu à? Mệt lắm.